Đây là lần đầu tiên Thu gia nhập chương trình của Thúy Nga Music Box, một cái sự vui mừng Thu thường xuyên hơn chơi đàn một mình và hát một mình, bởi vậy cho nên có những cú phone gọi lại thì cô Thu đang làm gì đấy thì bạn đang bằng tình nhiều. Giờ Thu phải thú thật là chưa ít khi nấu ăn lắm, không nấu ăn bao giờ chứ không phải ít khi nữa. Bây giờ bày đặt và nấu này ra, người nó đang nó nở những cái chỗ mà không cần thiết. Không sao đâu chị, tại vì mình cứ welcome lại. Chỉ có một cái món mà nổi tiếng ở bên ở khắp nơi, đó là cá thu kho diềm, ngon lắm á. Bây giờ mùa dịch đã ít rồi, đúng không? Không nhớ thì nó đã nằm ở trong trong tâm hồn mình rồi, thành ra là cứ nhớ thì là mình hát thôi. Dạ, ở nhà hát đó. Nhà mình tự hát chẳng xưng cứ hát để mình tự nhớ cô chó như hồ lòng cái chuyện đại khái để kể một cái chuyện như vậy. Con tính rồi là bởi vì là bởi vì ta già cho nên là mình coi như là mà để cái bàn thờ đó là đêm đó là ông quốc tế hát nhạc bản quốc không ở chỗ Bồng Lai và quốc tế là chỉ có một thời gian ngắn, rồi sau đó thì chị về Quy Nhơn với lại Jean Moffat. Bởi vì cô có đôi mắt thiên nhà cơ gọi nó gọi là thiên nhãn, tức là nhìn xa. Cô biết là Tuấn Ngọc sẽ nổi tiếng. Thứ nhất, điều thứ hai nữa là cái này là bật mí nha, là cô với Tuấn Ngọc có những khoản xin nghe với nhau. Vậy em mới nói chuyện với tức là cô lại đúng không? Đúng ai bị gì nói chuyện ai đó hả? Tự sử thay lắm, tại vì mình không quan trọng. Nhưng mà ở đó tôi hát được Quân Vi, nên Tuấn Ngọc cũng hát được Quân Vi. Nhưng mà gặp mấy chị cũng đứng với chị, gặp mình trước ạ. Vậy mình nhớ là cô Lệ Phục không dễ thương và đó, cái điều đó là điều khán giả 70 hay 70 trước mấy năm nhà 70 hay 71 thì là 71 dài anh Duy Trang, cô Khánh Ly và anh Tuấn Ngọc. Hồi đó Tuấn Ngọc hát bài Love Story hay còn ngọc lắm, cái phát âm của chữ Việt Nam rất là ngọc, nhưng mà chị biết và chị chấp nhận, bởi vì chị biết rằng là Tuấn Ngọc sẽ đổi 5 bài của Khánh Ly, nên là Duy Hải hồi đó người ta chỉ là một nhạc sĩ để mà hòa âm thôi, mà khi mời bốn người là như vậy thì là của nhạc sĩ Trường Sa, mà nhạc sĩ cũng hát chính là thôi, cứ nghĩ có biết là đối với lại ca sĩ cái giờ mà hát mà sợ nhất đó là buổi sáng và buổi trưa và buổi chiều chỉ có buổi cuối tháng này, đó là lý do tại sao gọi là giới thiệu nó thì là danh ca, thì sao như chị nghĩ nó quê danh đây là cái danh tiếng lâu đời hát lâu quá rồi, nó thành tinh rồi. Là danh ca cá là cá gì, thế nhưng mà để không phải là phân biệt, nhưng mà có điều là ví dụ như bây giờ các thế hệ sau mà hát thì cũng là ca sĩ, mà chẳng lẽ giới thiệu chị là ca sĩ thì nó cũng hơi hơi kỳ. Vì vậy cho nên có lẽ người ta nghĩ như vậy, thì có người nghĩ như vậy.
chứ không phải là chiều về trên sông vắng, chỉ thoáng có đôi cò trắng mà dường cô xuống hồn vương vấn tiếng chuông chuồng nhìn câu đang duyên dáng. Nhìn bóng trên sông gần sóng, thuyền ai theo gió đưa lưng nào trôi qua bên phố. Sương thu xuống môi trên núi đồi núi biển. Sóng lòng thao thức như đang chờ mong, thuyền ai neo bên bến vắng tiếng du con chiều mến. Em về đi, anh đi, mà cũng không biết.
đạo ở đoàn kịch Nói Kim Cương. Chị em à, thầy hát là chị Nam Tuyền. Thấy không? Lúc mà sau 75 tháng 3 chẳng đồng tất cả những chiến nó quan trọng đó. Với em anh dệt vải, ta sẽ làm vợ chồng, trong cái phút bất thường sẽ yêu nhau mãi mãi. Mà cái đó là cái hòa âm của họ sẽ xa xôi chỉ không nói là làm mà theo cái kiểu đó sẽ hát câu ân ái anh và em xưa đã không mà mới sau này trong một mái nhà che lấy chúng tôi làm vợ. Nghe nói là năm 80 lấy tớ liêu làm nhớ là cái bài đầu tiên là cái bài làm sao nghe lời anh em ơi khóc lắm mà làm chi hôn nhau một lần cuối.
Chị Bùi Thiếu Anh là